lên sóng cho các bác một tấm chiếu ngựa nguyên khối có chất liệu bằng gỗ hương đã được chốt vuông với kích thước chiều dài là 3m46, chiều rộng là 2m37 và độ dày là 20cm ạ. Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng ở cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến các bác ạ. Hôm nay em xin giới thiệu đến cho các bác một bộ chiếu ngựa có chất liệu bằng gỗ hương rất là đẹp, siêu nét cho các bác luôn nha. Đây ạ, trước mặt các bác là một tấm gỗ hương nguyên khối, hàng một chiếu một tấm có kích thước chiều dài là 3m46, chiều rộng là 2m37 đã được chốt vuông và có độ dày là 20cm. Sản phẩm đã hoàn thiện xong xuôi rồi, đang được trưng bày ở cửa hàng ở cơ sở 2 Hoàng Tiến bên em các bác ạ. Đây, các bác nhìn này, rất là đẹp các bác nha. Một tấm phản gỗ hương, không hề có bất kỳ một vết nứt nào luôn. Các bác có thể nhìn đây, đây là phần đầu gỗ, em quay rõ cho các bác xem. Đấy, còn mặt chiếu thì các bác có thể nhìn thấy đấy. Một cái bộ vân rất là đẹp. Đấy, một cái bộ vân rất là đẹp nhá. Bên phần nửa bên phải đây này thì là vân sọc dưa. Đấy, còn cái phần bên này thì nó là cái sụn nu các bác nhá. Cái sụn nu. Đấy, cực kỳ rực rỡ, cực kỳ đẹp luôn. Có thể nói là hàng hiếm, hàng VIP đây các bác ạ. Tất cả các mặt và các cạnh đều và đẹp như nhau ạ. Đấy, và sản phẩm là được bên em hoàn thiện rồi, lên lót rất là kỹ và đang trưng bày ở cửa hàng tại cơ sở 2 Hoàng Tiến bên em. Đấy, các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng bên em để xem hàng các bác nha. Ngay tại chân cầu sông Tào, đường tránh thành phố Thanh Hóa đây thôi các bác, xã Hoàng Cát, huyện Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Các bác có thể, các bác thiện chí có thể đến trực tiếp để xem sản phẩm, để được bên em tư vấn trực tiếp. Đây các bác nhìn này, một tấm ngựa nguyên khối bằng gỗ hương rất là rộng, chiều rộng lên đến 2m37. Thì các bác phải là biết là cái cây gỗ này là cực kỳ khủng các bác nha. 2m37 mà chốt vuông rồi đấy, đã loại sạch phần vỏ bìa và phần rác ở hai bên rồi. Đấy, cho nên là vẫn còn lại là 2m37 thì chứng tỏ là một cây gỗ này rất là khủng, tuổi thọ rất là lâu đời, lên đến cả nghìn năm tuổi chứ không ít đâu các bác. Tại Hoàng Anh Tiến bên em là chuyên cung cấp những cái sản phẩm chiếu ngựa, phản ngựa, bàn ghế, sofa hoàn toàn 100% từ gỗ nguyên khối. Đấy, cho nên là những cái tấm chiếu ngựa, phản ngựa này này là bên em làm cho các bác là hàng cực kỳ chất lượng luôn. Về gỗ thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy, bên em là chọn những cái phần gỗ là rất là đẹp để phục vụ các bác rồi. Đấy, hàng bên em làm rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Giá bán thì bên em là hợp lý, rất là hợp lý. Bên em có vận chuyển và lắp đặt toàn quốc các bác. Và em xin nhắc lại nhá, kích thước của bộ chiếu ngựa có chất liệu bằng gỗ hương này là chiều dài lên đến 3m46. Đấy, chiều rộng là 2m37 và có độ dày là 20cm. Chiếu đã được chốt vuông rồi các bác. Gỗ hương thì các bác không phải bàn rồi. Đấy, bên em là chuyên những cái dòng gỗ lim, gỗ hương hay là gỗ cẩm hồng. Tất cả đều là những cái loại gỗ quý và hiếm các bác ạ. Đấy, được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và chọn để làm những cái đồ nội thất gỗ ở trong nhà. Đấy, ví dụ như là sofa, bàn ghế, bàn ăn hay là bàn để các bác tiếp khách cũng được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Gỗ hương thì các bác cũng không phải lo rồi. Đấy, toàn là gỗ tốt thôi. Và sản phẩm hiện tại đang được trưng bày tại cửa hàng ở cơ sở 2 Hoàng Tiến các bác nha. Đấy, các bác có thể đến trực tiếp để xem sản phẩm, được tư vấn trực tiếp. Hoặc khách hàng nào ở xa, khách hàng không qua được cửa hàng bên em, các bác cứ để lại số điện thoại thì bên em sẽ có nhân viên chủ động kết nối và tư vấn cho các bác. Các bác cũng có thể trực tiếp chủ động liên hệ đến các cái số hotline bên em 0911459 hoặc là 0931392777 ạ, để được bên em tư vấn và báo giá. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp, rất là nạc luôn, cực kỳ chắc chắn và cực kỳ dày dặn luôn. Một bộ chiếu phải gọi là khá là hoàn hảo, kích thước cũng rất là đẹp, chiều dài là 3m46, chiều rộng là 2m37, cực kỳ rộng đúng không các bác. Đây, hàng một chiếu một tấm, hàng nguyên khối luôn cho các bác ạ. Đấy, cam kết với các bác là gỗ là hàng nguyên khối nha, không chắp vá nha. Hàng nguyên khối 100% là gỗ nha, không chắp vá. Đấy, các bác nào phát hiện ra là hàng chắp vá hay là không phải là gỗ thì em xin đền cho các bác giá trị gấp 10 lần. Đấy, cái giá trị của sản phẩm này.
và giá đang cực kỳ là hợp lý dành cho bác nào mà có nhu cầu đem về chơi Tết. Các bác cứ nhanh tay liên hệ đến với Hoàng Anh Tiến bên em để bên em vận chuyển bàn giao và lắp đặt tận nhà cho các bác ạ. Và em xin phép các bác đang xem video của Hoàng Anh Tiến bên em ở trên kênh YouTube thì các bác bỏ một chút thời gian follow và đăng ký kênh giúp em để em tiếp tục quay và thêm những cái sản phẩm về gỗ tại Hoàng Anh Tiến để phục vụ tất cả các bác và các quý khách hàng được tốt hơn. Em cảm ơn các bác rất là nhiều.